Chân dung nữ ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, kiến thức và giải trí xin gửi đến quý vị và các bạn chân dung người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Bộ Chính trị trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ. Bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ sinh ngày 30 tháng 9 năm 1940, là một chính trị gia Việt Nam. Bà là người phụ nữ đầu tiên được bầu vào ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8. Bà từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Về sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ sinh tại thành phố Hải Phòng, nguyên quán ở xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Bà còn có tên khác là Đào Thị Xuân Mỹ. Bà trải qua nhiều cương vị quản lý ở thành phố Hải Phòng như bí thư đoàn thanh niên công ty công nghệ phẩm Hải Phòng, phó ban tuyên huấn thành đoàn Hải Phòng, trưởng ban tổ chức quận ủy Lê Chân, phó bí thư quận ủy Lê Chân, bí thư quận ủy Lê Chân. Tại đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1986, bà được bầu là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Tại đại hội 7 của Đảng vào năm 1991, bà được bầu vào ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại đại hội 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1996, bà được bầu vào Bộ Chính trị, đồng thời giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ còn có thời gian làm chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi. Trên đây, kiến thức và giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung nữ ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.